Vậy thì quay trở lại với câu chuyện của WATG, với việc mà thiên nhiên ưu ái như vậy, thì chúng tôi cũng rất là muốn Mr. Marcel có thể chia sẻ cụ thể hơn về chiến lược thiết kế cảnh quan của WATG. Làm thế nào để chúng ta vẫn có thể bảo tồn và tôn vinh giá trị thiên nhiên ở dự án thung lũng Thanh Xuân? Dạ vâng, bản thân WATG thì rất là quan tâm đến việc bảo tồn và tôn vinh giá trị thiên nhiên. Chính vì thế thì chúng tôi có những trụ cột quan trọng trong việc xây dựng chiến lược cảnh quan và môi trường tại dự án. Đầu tiên đó là chúng tôi tập trung bảo tồn, tích hợp và nâng cao các giá trị thiên nhiên bản địa. Thứ hai đó là chúng tôi tập trung phân tách giữa không gian công cộng và không gian riêng tư. Cuối cùng, chúng tôi tập trung chuyển đổi những không gian mở trở thành không gian tiện ích. Việc chương trình tái trồng sẽ được tích hợp vào khu rừng thông để chúng tôi có thể phục hồi các loài đặc hữu, tạo nên một hệ sinh thái đa dạng. Xin được cảm ơn chia sẻ vừa rồi của Mr. Marcel. Vậy thì với câu chuyện về Beamland, ngoài cái yếu tố thiên nhiên là nguyên sơ, đó là cái sự ưu ái, sự may mắn mà dự án có được, thì Beamland còn mang đến cho những cộng đồng tinh hoa của mình những giá trị gì khác hay không ạ? Thì chúng tôi muốn xây dựng một cái không gian sống mong ước cho tất cả những cái thế hệ gia đình. Và ở đó thì đó là một nơi mà tuyệt vời để chúng ta lớn lên, một nơi hoàn hảo để chúng ta già đi, cũng như một nơi mà vẹn tròn để hạnh phúc. Thì thông qua cái buổi hội thảo hôm nay, tôi cũng hy vọng là các vị khách mời sau khi nghe được đầy đủ thông tin hội thảo thì sẽ hiểu tại sao chúng tôi lại đúc kết dự án Thanh Xuân vào ba cái câu rất là cô đọng như vậy. Và nghe những cái câu nói đúng thật là những cái giá trị đầy nhân văn mà thung lũng Thanh Xuân sẽ mang đến cho những quý khách hàng cũng như những quý cư dân tương lai của mình. Vậy thì ở đây anh Hùng có thể chia sẻ cụ thể hơn ạ, với những cái hệ tiện ích nổi bật khi mà đặt chân đến thung lũng Thanh Xuân, những cư dân sẽ được tận hưởng một cách trọn vẹn sẽ gồm những gì ạ? Tôi nghĩ đây cũng là một cái phần mà chắc là cũng rất là nhiều người đang rất là quan tâm mà. Thế thì tôi nói về các cái tiện ích ở Thanh Xuân ấy, thì chúng tôi xây dựng cái hệ thống các tiện ích dựa trên cái nhu cầu của ba thế hệ. Và khi mà nói đến cái tiện ích mà nổi bật ở Thanh Xuân thì trước hết là tôi cũng muốn đề cập đến cái công trình Country Club. Đó là một cái tổ hợp các cái tiện ích. Tôi có thể nói là tới thời điểm hiện tại nó là một quy mô lớn nhất miền Bắc và được vận hành bởi Intercon, được phát triển bởi Intercon, Intercontinental Thanh Xuân. Thế thì trong cái tổ hợp công trình này thì là các bạn có thể có một cái bữa sáng cùng một cái ly cà phê, hoặc là bạn có thể ăn, tổ chức các buổi tiệc với bạn bè trong một cái khung cảnh nội thất rất là sang trọng, khung cảnh nhà hàng sang trọng, với được sự phục vụ của các đầu bếp của khách sạn Intercontinental Thanh Xuân. Và nếu bạn muốn tập quốc thì chúng tôi có một hệ thống các cái phòng tập quốc giả lập tiêu chuẩn quốc tế, cũng như là nếu bạn có muốn thưởng thức một bộ phim bom tấn thì cái hệ thống giả của chúng tôi cũng sẽ phục vụ các bạn. Ngoài ra thì nếu như các bạn muốn tập thể thao thì hệ thống phòng tập gym thương hiệu Elite cũng là một trong những thương hiệu rất là nổi tiếng của tập đoàn Beam Group, với các trang thiết bị đồng bộ và đầy đủ, kèm theo các hệ thống bể bơi, bể sục trong nhà và ngoài trời với diện tích lên tới khoảng 1.000 m², thì sẽ đáp ứng được cho mọi cái nhu cầu luyện tập thể thao cho cư dân. Ngoài ra, nếu như chúng ta có những công việc mà chúng ta muốn trao đổi với các đối tác của chúng ta, đúng không? Thì trong quá trình thì ở Thanh Xuân thì trong Country Club chúng tôi có bố trí những khu vực là Business Club. Thì ở đó thì chúng tôi sẽ trang bị các cái hệ thống phòng họp tiêu chuẩn với các cái dịch vụ đi kèm để chúng ta có thể tiếp đón các đối tác và trao đổi công việc. Thế còn bây giờ con cái của chúng ta thì sẽ như thế nào? Chắc mọi người cũng sẽ có câu hỏi như vậy. Thì đối với chúng tôi thì trẻ con là những cái đối tượng rất là quan trọng và được ưu ái. Do vậy chúng tôi kiến tạo một chuỗi các cái khu vui chơi trong nhà và ngoài trời. Mà ở đó chúng tôi tạo ra những cái câu chuyện và kích thích các bạn cái sự vận động ngoài trời cũng như là sự khám phá và phát triển bản thân. Một cái sản phẩm mà chúng tôi nghĩ là chúng tôi cũng là một cái món quà tặng cho các em nhỏ, đó là cái công trình và Organic Farm. Thì ở đó thì các bạn nhỏ có thể được trải nghiệm nông nghiệp, học hỏi về nông nghiệp cũng như là thưởng thức những cái sản phẩm mà do chính tay các bạn trồng và tạo ra. Còn đối với các bạn thanh thiếu niên thì chúng tôi lại dành cho các bạn một khu thể thao, tổ hợp thể thao, chúng tôi gọi là Orchard Sport Club. Thì ở đó các bạn có thể tập, có bạn chơi tennis,
đánh cầu lông, đá bóng và cụm bể bơi trong nhà, bể bơi ngoài trời và các cái bể bơi vui chơi của trẻ em cũng diện tích cũng lên đến 1.200 m². Thế như vậy là các bạn có thể hoàn toàn thoải mái, thỏa mức tập luyện và chơi thể thao cùng với cả gia đình cũng như là các bạn bè. Ngoài ra thì nếu như các bạn muốn có một chút gì đó mà chúng ta muốn thách thức và mạo hiểm hơn, đó thì chúng tôi có một cái cụm các cái khu chơi, khu đường đi trên cây, mà ở đó thì các bạn có thể vừa là thử sức, vừa là luyện tập sức khỏe, đồng thời là các bạn cũng khám phá cái giới hạn của bản thân. Đồng thời chúng tôi có một đường trekking dài 6 km ở trên rừng thông. Thì đây tôi cho rằng là ở cái bán kính mà trong phạm vi gần Hà Nội thì tôi cũng chưa thấy có một cái đường trekking nào mà đẹp và có cái chiều dài như vậy. Thì đây cũng là một cái điểm rất là độc đáo của khu thung lũng Thanh Xuân. Và hôm nay thì tôi cũng thấy ở trong cái khán phòng này cũng có rất là nhiều các chú, các cô và những người cao tuổi. Thế thì đối với người cao tuổi chúng tôi thì một chuỗi các cái công viên ven hồ, mặt đặc biệt là các cái cụm công viên trung tâm với ba hồ trung tâm, chúng tôi gọi là Valley Park, sẽ là nơi mà các cô, các chú, các bác có thể đi dạo, tập thể dục và gặp gỡ bạn bè. Thì đó là những cái giá trị mà chúng tôi sẽ đem lại cho ba cái thế hệ sinh sống tại thung lũng Thanh Xuân này. Thế thì bao gồm tất cả những như vậy thì mọi người cũng sẽ có câu hỏi là tại sao bây giờ chúng ta quản lý khu đô thị như thế nào? Thì đối với chúng tôi thì cái việc quản lý và vận hành khu đô thị là một trong những yếu tố rất là quan trọng, vì nó đóng góp với sự thành công, đóng góp cho cái cảm xúc của người dân, người ta sinh sống ở đó có được hài lòng, có được thoải mái hay không. Thì chúng tôi sẽ đưa vào cái hệ thống Smart City để quản lý khu đô thị. Và ở đó thì chúng tôi có một cái phòng gọi là phòng điều hành trung tâm đặt tại cái tòa nhà là Information Center. Thì ở đó thì chúng tôi có thể quan sát được toàn bộ toàn bộ khu đô thị và kết hợp với các cái lực lượng an ninh tuần tra thường xuyên, đồng thời là các cái lực lượng an ninh tại các cái vị trí. Thì chúng tôi đảm bảo là cư dân chúng ta sẽ có một môi trường sống an toàn, tuyệt đối. Đồng thời, các cư dân thì sẽ được cung cấp cái app đặc biệt dành cho cư dân. Mà ở đó thì chúng tôi sẽ thường xuyên tương tác với cả cư dân và tiếp nhận những cái đóng góp ý kiến của cư dân cũng như là các cái nhu cầu của cư dân để chúng tôi giải quyết kịp thời và thuận lợi cho cư dân. Vâng, thưa quý vị, và chúng tôi nghĩ rằng là với những cái thông tin vừa rồi, không biết là nếu như tất cả các quý vị khách hàng đang ở phía dưới, chúng ta thấy đâu đó những cái nhu cầu, những cái mong muốn của mình trong cuộc sống mà bây giờ đã được hiện thực hóa tại một trong những cái dự án của Beamland mà như anh Hùng vừa mới chia sẻ, thì quý vị dành một tràng vỗ tay được không ạ? Cảm ơn quý vị rất nhiều. Bởi vì sao ạ? Chúng ta thấy là một thung lũng Thanh Xuân nó không chỉ là một nơi chỉ để ở, mà một nơi để chúng ta tận hưởng cuộc sống này một cách trọn vẹn nhất với tất cả những cái nhu cầu của đa thế hệ mà như anh Hùng có nói. Và đặc biệt là như quý vị thấy, một đường trekking 6 km trong rừng thông. Không có một dự án nào hiện tại có một cái đường trekking dài đến như vậy. Và bên cạnh đó, việc quản lý vận hành cũng sử dụng công nghệ 4.0. Thay vì với rất nhiều các khu đô thị hiện đại thì chúng ta có thể là kết nối với nhau qua những cái group Zalo thông thường. Và thông tin rất dễ sẽ bị trôi, đúng không ạ? Đặc biệt những thông tin quan trọng. Thì với việc mà sử dụng app thì việc kết nối giữa ban quản lý vận hành khu đô thị cũng như là những cư dân sinh sống nó rất là thuận tiện với tất cả những yêu cầu đi và ngược lại, đúng không? Rất là dễ dàng, đúng không, anh Hùng? Xin được bổ sung thêm một cái ý nữa là đối với hệ thống giáo dục thì chúng tôi cũng đang xây dựng các hệ thống trường mẫu giáo, trường cấp 1 và trường cấp 2, và đồng thời chúng tôi cũng đang xây dựng cả hệ thống các cái phòng khám chăm sóc sức khỏe để đảm bảo cư dân chúng ta ở đây là có được cái sự chăm sóc tốt nhất về mặt y tế. Thế thì với những chia sẻ vừa rồi của anh Hùng thì em nghĩ là tất cả những cư dân sau này của thung lũng Thanh Xuân ấy, ngoài cái việc đi làm thì chắc cũng không có việc gì sẽ mong muốn là rời khỏi nơi mà chúng ta đang sống, bởi vì là trẻ em học sinh thì có trường ngay trong đó rồi, khi mà chúng ta cần có nhu cầu về khám sức khỏe y tế thì cũng có luôn. Thì có mỗi là việc là đi làm ở công ty, ở doanh nghiệp các quý vị, các anh chị thì cần phải di chuyển thôi, còn lại tất cả những cái nhu cầu chúng ta all in one trong cùng một cái không gian, có thể nó gọi là ngàn tiện ích ngay ngưỡng cửa, đúng không ạ?